kính chào quý vị và các bạn. Liên tục những ngày gần đây, sương mù bao phủ trên diện rộng tại các tỉnh miền Bắc, riêng một số nơi hiện tượng mù nhẹ còn kéo dài cả ngày lẫn đêm. Thêm vào đó là nền nhiệt trưa chiều cao hơn so với trung bình nhiều năm, từ 1 cho đến 2 độ. Cho nên đang ở trong những tháng thu, nhưng chúng ta có cảm giác vẫn khá nóng trong khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, thời tiết tại Bắc Bộ sẽ không có nhiều chuyển biến. Khối khí lạnh cường độ yếu tiếp tục là hình thế thời tiết chính, chi phối khu vực, cộng thêm tác động của khối không khí ổn định trên tầng cao, nên toàn vùng phổ biến ít mưa, có chăng là mưa rào ở một vài nơi tại vùng núi trong thời điểm đêm nay và chiều tối mai, nhưng kết thúc khá nhanh. Còn ban ngày trời có nắng và nhiệt độ trưa chiều ổn định, dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ, nên thích hợp cho các hoạt động ngoài trời và giao thông của người dân. Trong khi đó, thời tiết tại ven biển miền Trung được dự báo sẽ ít biến đổi trong đêm nay và ngày mai. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phổ biến không mưa, về đêm và sáng nhiệt độ giảm xuống thấp nhất, dưới ngưỡng 23 độ, kèm theo hiện tượng sương mù nhẹ nên cảm giác se lạnh khi lưu thông trong thời điểm này. Tuy nhiên, ban ngày trời có nắng và tương đồng với các tỉnh thành miền Bắc, nhiệt độ trưa chiều tại đây tăng lên cao từ 30 đến 33 độ. Phần còn lại từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất cũng phổ biến dưới ngưỡng 33 độ. Tuy nhiên, không hoàn toàn ít mưa như phía Bắc, tại đây khả năng có thể xuất hiện mưa dông cục bộ từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, tuy nhiên chủ yếu là mưa mang tính chất địa phương và không phổ biến diện rộng. Thưa quý vị và các bạn, với ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 7 đến 9 độ vĩ Bắc nhưng lại hoạt động không mạnh mẽ nên chỉ có thời tiết tại các tỉnh thành Nam Bộ chịu ảnh hưởng ít nhiều. Khu vực này sẽ có mưa dông rải rác chủ yếu xảy ra trong khoảng trưa chiều đến tối. Tại Tây Nguyên, mưa rào và dông xuất hiện ở diện hẹp hơn, chủ yếu tại các tỉnh thuộc Đắk Nông và Lâm Đồng. Còn ban ngày có nắng gián đoạn, cùng nền nhiệt độ ở mức vừa phải, mát mẻ trong buổi sớm và trưa chiều, tăng lên từ 30 đến 33 độ. Trong khi đó, thời tiết tại Tây Nguyên không có nhiều biến đổi, nhiệt độ giữ ở mức ổn định, thấp hơn các tỉnh thành phía Nam từ 1 cho đến 2 độ. Xin được chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị, cơn bão Kopu di chuyển chủ yếu theo hướng đông, sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng bắc, đông bắc và không còn khả năng ảnh hưởng nhiều đến các vùng biển nước ta. Do vậy, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, thời tiết thuận lợi trở lại và ít gây trở ngại cho các hoạt động hàng hải. Riêng khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, vẫn cần lưu ý với mưa rào và dông rải rác, khiến tầm nhìn giảm kèm theo khả năng có gió giật mạnh trong mưa dông. Như vậy, trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh Bắc và Trung Bộ ít mưa và trời nắng ráo. Riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc trời lạnh về đêm và sáng. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào rải rác chiều tối, tập trung ở các tỉnh miền Nam. Đến đây, bản tin thời tiết tổng hợp ngày 21 tháng 10 xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ và ấm áp.